giọng em có nghe đâu mà đòi nè. Không nghe, tại chỉ đọc sách nổi lắm. Vậy em thích đọc sách gì giờ? Bạch viết và bấy chuồn. Ừ được. Hạt xanh cây khế, tắm chán, sò dừa. Cây tre chấm nốt. Hay là chuyện mà chấm chứng ở chấm có. Đòi nè. Không nghe, tại chỉ đọc sách nổi lắm. Vậy em thích đọc sách gì giờ? Bạch tuyết và bay chú lùn. Ừ được, thật xanh cây khế. Tắm cám, sợ dừa. Cây tre chấm nốt. Hay là chuyện mà chấm chứng nở chẳng có. Chẳng chứng nữa chẳng còn.